Xin chào các bạn, hôm nay mời các bạn cùng với hai mẹ con mình cùng nhau làm món ba khía gan me nha. Rồi đi mâm nè, rất là nhiều luôn. Ba khía này mà làm ba khía gan me thì giòn và thơm ngon lắm các bạn, chua ngọt. Ba khía này nó còn sống, nó mạnh quá các bạn, cho nên mình cho đá vào mình gây mê nó nha. Bắt nhiều quá, khoảng mấy ký vậy đó, rồi mình làm khoảng 1 ký thôi nha, hơn 1 ký chứ gan me mà nhiều quá ăn không hết. Đây là con chuột ụ nè các bạn, để mình quay gần cho các bạn xem nha. Nó hơi đơ rồi nè, quá to luôn á. Con chuột ụ nó khác với con ba khía nha, nhìn nó cũng càng me rồi cũng giống như vậy, nhưng mà cái càng nó rất là to và màu đỏ đậm. Còn cái con ba khía này các bạn xem nè, cái càng nó màu hơi tím tím á, mà nó nhỏ hơn, nhìn lạ không? Nếu mà để ý mới biết nha, nhiều khi không để ý là tưởng con này là con ba khía luôn á. Ba khía nó cũng đã đơ hết rồi nè các bạn, ngọt hết rồi đó, cho đá lạnh quá đó. Giờ mình sẽ cắt bỏ mấy cái phần yếm và ngoe của nó nha. Mình cắt nhỏ nó ra. Đây, con chuột ụ luôn nè. Cái càng rất là to, thịt nhiều lắm á. Cắt nó ra mình rửa cho sạch rồi mình tách ra nhỏ nhỏ ra để mình chiên nha. Ba khía sau khi tách xong thì mình đem rửa lại nha, rửa cho thiệt sạch lại. Bùn đất nó bám vào cái vỏ, mình rửa cho sạch cái vỏ này. Ba khía này chắc thịt giờ gạch đỏ ngon lắm các bạn. Giờ mình tách cái mình con ba khía ra nha, rửa sạch rồi nè. À, gạch quá nhiều luôn các bạn, ngon ghê á. Mình cắt cái càng nó ra nha, mình bỏ cái phần dơ trên mình con ba khía ra. Con nào cũng gạch đầy hết, thịt chắc nữa. Sau khi làm sạch ba khía thì mình bắt chảo lên bếp nha. Bật lửa lên mình cho dầu ăn vào. Dầu cũng đã sôi rồi nè, mình cho ba khía vào mình chiên nha. Ba khía mình chiên nó vàng như vậy là được rồi nha. Mình vớt nó ra để cho ráo dầu nha. Mình chiên cho vàng giòn như vậy nè. Lát nữa mình ăn ba khía gan me nó sẽ mình ăn được nguyên vỏ luôn á. Nó sẽ ngon hơn là mình không chiên. Ở đây mình có 100g me nè các bạn. Me chín á, mình dầm ra với chút nước nè. Giờ mình lược, mình lấy cái hộp ra nha. Mình chỉ lấy cái nước thôi. Nha. Mình cho nửa muỗng cà phê muối vào. 1/3 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê đường nha, do me nó chua quá.
mình khuấy đều cho cái nước sốt nó sệt lại, nó tan đều gia vị. Bắt chảo lên bếp nha. Rồi mình sẽ cho tỏi ớt vào mình sấy. Mình cho khoảng 2 trái ớt vào cho nó chua chua cay cay cái bát thìa gang me của mình cho nó ngon hơn nha. Mình cho cái càng và cái gạch của ba khía vào, mình xào cho thơm nha. Rồi mình cho nước me vào. Tại càng và gạch này nó còn sống đó, xào cho chín và thơm lên. Khi nãy thì mình ba khía thịt này thì mình đã chiên rồi, nó đã chín vàng hết rồi. Gạch và càng ba khía nó cũng đã chín rồi nè các bạn. Bây giờ mình cho cái nước sốt me vào nha. Nước me cũng đã sệt lại rồi nè các bạn. Mình cho thịt ba khía vào nha. Ba khía mình đã chiên rồi nè. Quá thơm luôn các bạn. Ba khía và gạch ba khía cũng đã chín luôn rồi. Mình tắt bếp nha. Tắt bếp mình cho rau gâm vào. Ba khía gang me mà hai mẹ con mình đã làm xong rồi nè các bạn. Mình có cho vài lá rau gâm lên nè. Với hai chén cơm hai mẹ con ăn cơm nha. Ba khía gang me mà hai mẹ con mình đã làm xong rồi nè các bạn. Bây giờ hai mẹ con mình mời các bạn cùng ăn nha. Rất là nhiều luôn. Đây mình có chuẩn bị cơm rồi nè. Hai mẹ con ăn cơm tối cùng với ba khía gang me nha. Gạch rất là ngon nè. Còn gạch đỏ luôn nè các bạn. Gạch đỏ luôn. Mà chiên nó phồng cái miếng thịt ba khía lên rất là ngon. Mình ăn được nguyên giỏ luôn đó nha. Giỏ rất là giòn. Ăn cơm với ba khía, ăn cơm nóng với ba khía gang me là nhất luôn á các bạn. Do cái vỏ ba khía nó mềm sẵn nữa, nó mềm hơn vỏ con cua. Mà mình chiên giòn lên mình gang me nữa. Nó chua chua, ngọt ngọt mà cay cay. Do mình có bỏ ớt đó, rất là ngon. Nếu gang me mình không bỏ ớt đó, thì ăn nó sẽ không ngon bằng mình bỏ ớt đó nha. Mình ăn chung với rau gâm, cay cay thơm thơm. Gạch quá trời, gạch gạch đỏ luôn á. Nên ta kêu bằng gạch son á. Cái gạch còn ở trong đặc luôn á. Đấy là ngon. Nó khắn miếng gạch lại. Gan me mà cho ớt vào chua chua cay cay ngon quá. Món ba khía gang me này cũng là đặc sản của quê mình đó, Cà Mau đó các bạn. Hôm nay hai mẹ con mình làm món ba khía gang me đến đây thôi nha. Kết thúc video, hai mẹ con mình xin chào tạm biệt các bạn nha.